quý vị đang đến với chương trình phóng sự của hệ thống đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nhóm phóng viên của Việt TV đang có mặt tại Transtar Engineering, là công ty dầu khí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài nguyên cho ngành dầu khí nằm ở vùng Tây Bắc Houston. Ngày hôm nay, 2 tháng 11 năm 2023, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ xuất hiện và phát biểu trước công chúng Houston, đánh dấu lần trở lại bang đầu tiên của ông kể từ cuộc vận động tranh cử năm nay. Đây là một sự kiện ngoài trời, bắt đầu mở cửa vào lúc 1 giờ chiều, chương trình khai mạc vào lúc 2 giờ 30 đến 3 giờ. Và sau đó, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ lên sân khấu phát biểu vào lúc 4 giờ chiều. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận. Chúng tôi, một số anh em thân hữu đã ủng hộ Tổng thống Trump cũng trong nhiều năm qua. Ngày hôm nay thì đến đây. Và đến đây thì thấy rằng là bà con, nhất là những người ở địa phương, họ đến đây cũng từ rất sớm để mà xếp hàng. Quý vị thấy một cái hàng rất là dài, đặc biệt là hai khu vực đậu xe. Một khu vực đó thì nằm ở phía nam của cái venue này, và một khu vực thì phía sau của chúng tôi. Chương trình bắt đầu lúc 2 giờ rưỡi và hiện giờ thì hàng xếp rất là dài, và đặc biệt là chúng tôi đến đây để mà nghe cái thông điệp của Tổng thống Trump trong cái chương trình tranh cử 2024. Và đây là những người đã từng gắn bó trong cái chương trình gọi là ủng hộ Tổng thống Trump từ những năm trước, và ngày hôm nay vẫn đến đây. Vì thấy trời hôm nay khá lạnh nhưng mà mọi người đã đến đây từ rất sớm để mà ủng hộ tinh thần. Người Việt Nam chúng ta ủng hộ rất là nhiều Tổng thống Trump, thì khi mà nghe tin ông ta về đây thì mọi giá là chúng tôi cũng phải đăng ký để mà đi dự cái buổi ngày hôm nay. Đó là cũng một cái điều, một cái tinh thần ủng hộ và hy vọng năm tới ông ta thắng cử để đưa nước Mỹ trở lại một đất nước vĩ đại. Ghi danh thì đã hết và hết chỗ rồi, cho nên là cũng nhờ anh Quốc Văn đã nhường một chỗ cho Giang Tỷ, rất là cảm ơn anh. Giang Tỷ luôn, nếu mà hô lên một tiếng là đương nhiên là phải có mặt rồi, tại vì ủng hộ đại ca coi như là hết mình luôn á, chứ không có phải là bình thường, cho nên là phải đi là phải có mặt liền. Những người Việt Nam đã một lần mất nước ra đi rồi, thành thử ra Việt Nam mình trong khi mà mất đó là cũng do là cái đám báo chí, cái đám truyền thông nó thông báo không có đúng, thành thử ra nó sai sự thật. Thành thử ra đôi khi những cái tin tức mà nó đánh lạc qua này kia, là anh phải biết là trong cái nước Mỹ này vấn đề đó là một cái vấn đề mà họ chỉ nghĩ về tiền thôi, họ không có nói đúng cái sự thật, đưa ra cho người ta hoang mang. Nhưng mà thật sự đó là anh thấy 4 năm vừa qua với cái nhiệm kỳ của ông Biden bây giờ mới có 3 năm mà, là anh thấy hai cái mực thước nó hoàn toàn nó khác biệt, về tất cả, về giá cả, về vấn đề về biên giới, rồi về học đường, rồi ngay cả về vấn đề thế giới. Nó hoàn toàn, mình không có cần phải dùng một cái bằng tiến sĩ hay thạc sĩ gì, mình chỉ từ từ và mình nhận xét và mình thấy điều đó đúng hay là không. Tụi tôi rất là tin tưởng Tổng thống Trump, nhất là trong cái nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, ông đã rất là thành đạt cho đất nước Mỹ này và cả chung cả thế giới. Đặc biệt là ngày hôm nay tôi đến đây ủng hộ Tổng thống Trump là vì ông là người kiên trì, ông là người thượng tôn thượng đế Thiên Chúa, và ông là người vì dân, ông đấu tranh không có nề hà gì về cái sự thiệt hại của cá nhân mình, và vì thế ông đã bị phe cánh tả đã trù dập ông, nhưng mà ông vẫn kiên trì để làm cái việc đó cho dân tộc Mỹ này, và tôi thấy là ông xứng đáng giống như là một vị anh hùng của đất nước này. Và tổng thống chúng ta cũng có một vị tổng thống anh hùng là tổng thống Ngô Đình Diệm, ông cũng đã hy sinh tất cả cuộc đời của mình cho dân tộc. Mở đầu tôi có thể nói rằng đây là câu chuyện ngàn năm một thuở, chị vị, ngàn năm một thuở. Không dễ gì mình sinh ra đời mà có được một vị tổng thống mà đã 4 năm cho chúng ta nhiều hiểu biết và cho chúng ta ghi nhận rằng tất cả công trạng của ông, tổng thống Donald J. Trump từ 2016 đến 2020. Một người tổng thống bị loại ra cuộc, nhưng mà mỗi lúc càng uy tín, mỗi lúc càng mạnh, mỗi lúc càng thuyết phục được nhiều người trong chúng ta, kể cả thế giới này chứ không phải nước Mỹ. Và chúng tôi nghĩ rằng tổng thống Trump sẽ là cái người duy nhất để bước vào tòa Bạch Ốc năm 2024.
Tôi là cư dân ở Spring. Tôi ủng hộ Tổng thống Trump là vì Tổng thống Trump là người mở cho tôi thấy nước Mỹ này đang có nguy cơ mất sự tự do. Tôi đã liều chết ra đi vì tự do, cho nên tôi sẵn sàng hy sinh và ủng hộ Tổng thống Trump để giữ sự tự do cho bản thân tôi và cho toàn nước Mỹ và cả thế giới. Please welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump. Pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God. It's great to be back with thousands of proud, hardworking American patriots who believe in faith and family, God and country, oil, gas and guns, right? How do you vote for a Democrat? They don't believe, think of this, they don't believe in guns, they don't believe in oil, and they don't believe in God. And they've shown that. They don't believe in God. And we've seen under the Biden administration, energy security is really, it's national security. Think of it. Energy security is national security. That's what it is. And we don't have national security now. We're like a bunch of very dumb people that have like a rudderless ship. If you don't have energy, and if you don't have borders, and if you don't have fair elections, you don't have a country. You don't have a country. And we're close. We're close to having no country. Joe Biden's Green New Deal socialist scam, it's a scam. It ships our energy jobs from Texas to Tehran and from Midland to Moscow, from Beaumont to Beijing. Beijing, China, lovely place. I've been there. Lovely place. Incredible what they've done. They've taken so much of what we had. Biden's policies are good for China, but they're not good for America, and we're interested in America. That's why I always say America first. We got that started. Những cái vấn đề chính ngày hôm nay ông chia sẻ đó là vấn đề thứ nhất là năng lượng, làm sao để giúp cho tiểu bang Texas của chúng ta sẽ có công việc trở lại, vấn đề khoan dầu sẽ tiếp tục. Vấn đề xe điện hiện giờ đó là ông sẽ không có bắt buộc người dân phải xài xe điện hay là cấm các cái hãng xe là không được sản xuất xe dầu và đặt cái vấn đề áp lực cho các hãng xe là phải sản xuất xe điện. Ông sẽ lên tiếng chấm dứt cái vấn đề những người đàn ông chuyển giới đi vào cái đội của phụ nữ để mà lấy điểm cao, cái việc đó là không công bằng cho giới phụ nữ.
về quân sự, ông sẽ đặt nặng cái vấn đề phát triển quân sự, đóng những cái tàu chiến hiện đại nhưng dùng những kỹ thuật tối ưu, không có đưa ra những cái chương trình kỹ thuật rườm rà phức tạp nhưng không hiệu quả. Về vấn đề an ninh, vấn đề biên giới, ông muốn làm sao để cho nước Mỹ, nghĩa là tiếp tục chống cái vấn đề di dân bất hợp pháp, và đặc biệt ông nhấn mạnh cái vấn đề kinh tế, làm sao để làm việc với chính quyền của Trung Hoa để đem lại cái quyền lợi cho nước Mỹ nhiều hơn nữa, và đặc biệt là vấn đề công lý và pháp lý, ông sẽ tiếp tục, nghĩa là làm tốt cho cái vấn đề an ninh ở các địa phương. Ông đã đưa được 3 người chánh án vào tối cao pháp viện và 300 chánh án vào các tòa án liên bang, thì và ông nghĩ rằng cái vấn đề công lý, làm sao một cái hệ thống công pháp tốt sẽ giúp cho cái xã hội nước Mỹ sẽ được yên ổn và người dân sẽ nghe ông làm ăn. Đó là những vấn đề chính chúng tôi ghi nhận được trong cái buổi lời phát biểu của ông ngày hôm nay. It's the most important election of your lives and I love your state, I'll always take care of your state, go out and vote. And we're going to make America great again. We're going to make it greater than ever before. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Mary. Support Trump. Trump won 2020. Somebody steal his presidency. Now he's still our president, and then he will be our president again next year. We already know without him, our country and our whole world is going down the drain right now. So we need him back. Yeah. And to me, it's just the thing I have to do. Yes. It's wrong what they did to Trump. He shouldn't be going through what he's going through in the court system. And I resonate a lot with what's going on with him fighting against the government. Imagine getting robbed of something by the government and then that same government trying to punish you for trying to say that you were robbed. That's wrong. For your family and friends in the last 3 years, is it getting better or getting worse? For my family, it's funny because they used to be very apolitical, they didn't pay attention, and I would keep telling them how crazy it's getting. And because of this president, how bad things have gotten, they are now also paying attention to what's going on. And that in and of itself has to say something. People are waking up to what's going on, especially when we go to the grocery aisle. Today it's great to see you here to support President Trump, but you know, it's very interesting that you wear a beautiful shirt with the words fake news. What do you think about it? I think that the U.S. news media is biased against President Trump. They don't tell the full news about him. And actually, the international news, especially in Europe, is very biased against President Trump. BBC News especially. I think all of the criminal and civil litigation against President Trump is ridiculous. It's meritless. It's just trying to be election interference. And, you know, it's trying to take President Trump off the ballot in some states. And I think we need to show our support for him to show that the people really want him to be on the ballot and have his chance to be our president again. We're going to go out and do what we can do. I mean, the way the state of this country is at the minute is
you know, high inflation, high gas prices, crime, you know, the list goes on and on. So we need President Trump to save this country, and we need President Trump quick. President Trump took this nation and put it back on its feet. And the 3 years that he's been gone out of office, this nation has gone into the crapper. Tremendously, I miss him. I'm so excited to see him today. And fear. They put the fear in you and bully you just because you're for Trump. He's all good. All good. Trump is the first president who stated what he was going to do and then did all those things. Correct. Yeah. Yeah. Vừa rồi là những hình ảnh trong sự kiện cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trước công chúng Houston lần đầu tiên trong cuộc vận động tranh cử năm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau. Xin chào tạm biệt.